Mở đầu tập phim là một đoạn trò chuyện giữa Thạch Hạo và Tề Đạo Lâm. Gần đây ông có thăm dò được một chút bí văn. Từ khi tiên cổ kết thúc đến nay, tiên đạo đều tàn lụi, nhưng có một đóa hoa chân tiền lại trường tồn từ tiên cổ tới giờ. Hoa khai hoa nở đã gần 3.000 lần. Lần này sau khi nở rộ, kỳ nguyên tận thế của thời đại này sẽ xảy tới. Vì sao lại biết là tận thế sắp xảy ra? Nguyên nhân là có nhân vật cấm kỵ đã tốn hết pháp lực liên thủ thời diễn. Phát hiện ra rằng sau khi hoa chân tiền nở rộ, con đường sau này rất mịt mù. Cho nên đại chiến tiên cổ lần này, ai cũng sẽ tranh giành hết mình. Chỉ có siêu thoát thì sau khi đối mặt với điều chưa biết mới có đường sống. Thạch Hạo không hề sợ hãi, cậu còn trêu đùa ngược lại Tề Đạo Lâm. Nếu thời gian đã không còn nhiều, vậy thì càng nên sống trọn vẹn, tận hưởng lạc thú. Tề Đạo Lâm tức giận phun một luồng kình lực giàn mặt. Tiểu tử mà không tu hành cho tốt, làm mất mặt sư môn là ông sẽ thanh lý môn hộ đấy. Thạch Hạo thì cho rằng người có chí riêng, ông không tôn trọng lý tưởng cao đẹp của mình rồi. Lời này làm cho Tề Đạo Lâm tức điên tiết, cho rằng xây dựng lại sư môn và hoàn thành nguyện vọng của sư trưởng mới là lý tưởng. Ông sẽ nghiêm khắc dạy dỗ tiểu tử này một trận. Thạch Hạo vội bỏ chạy, Tề Đạo Lâm đuổi theo tấn công liên tục. Hai người cứ như vậy, bay lượn khắp bầu trời. Thạch Hạo biết thực lực lão già này rất mạnh, dù đối phương có nương tay thì mình cũng không đánh lại được. Không thể ngăn cản nên Thạch Hạo đành phải tiết lộ bí mật để ông ta dừng tay lại. Bí mật có liên quan tới tam thế đồng quan. Nghe tới chuyện này, Tề Đạo Lâm liền giật mình kinh ngạc. Thạch Hạo nhanh chóng dẫn ông ta tới khe nứt, rồi cũng cùng nhau đi xuống bên dưới thăm dò. Trước đó, quan tài đã bị Thạch Hạo dùng trận pháp che giấu nên chỉ nhìn bình thường sẽ không thấy được. Giữa tế đàn có một ngọn lửa màu trắng. Thạch Hạo cho rằng đây là hỗn độn diễm, nhưng Tề Đạo Lâm lại nói rằng không phải. Lửa này cổ quái, nhất định có lai lịch lớn. Ông lập tức sử dụng phù văn để tìm tòi thực hư. Vừa mới phóng ra phù văn để cầu thông thì ngọn lửa đã bạo phát sức mạnh khủng khiếp. Uy lực e là có thể đốt diệt cả cự đầu. Hai người lập tức bỏ chạy ra xa. Không may là ngọn lửa đã bay về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo dựng ra một tầng kết giới ngăn cản. Vừa mới chạm vào ngọn lửa thì nó đã huyễn hóa ra tất cả bảo thuật cậu sở hữu. Hóa ra ngọn lửa này có thể bắt chước các bảo thuật, đồng thời thể hiện được tất cả nhược điểm và lợi thế. Có thể nói rằng ngọn lửa này giống như là một tấm gương, vừa có thể chiếu ra vô thượng pháp, cũng có thể soi sáng tỉ vết trong đạo pháp của mình. Tu luyện như vậy tiếp, cho dù cậu không phải lôi đế, côn bằng thì cũng sẽ có một ngày thể hiện ra chiến lực mạnh nhất mà bọn họ có thể đột phá. Ngọn lửa đột nhiên biến mất như chưa hề tồn tại. Tề Đạo Lâm cực kỳ thắc mắc, loại hỏa diễm có năng lực như vậy, sao lại đột nhiên biến mất tầm? Ngay sau đó, cỗ quan tài cũng xuất hiện, kích thước của nó vô cùng khổng lồ. Nắp quan tài lớn mở ra, hai người nhanh chóng tiến nhập vào bên trong. Trong quan tài là một không gian rộng lớn, trước mặt có một cỗ quan tài nhỏ. Năm xưa, tôn trưởng sư môn của Tề Đạo Lâm đã từng tới đây. Ông ấy dùng hết sức mình tiến lại gần quan tài. Thực lực vị tôn trưởng này cực kỳ mạnh, nhưng chỉ vì mở ra quan tài mà bị trọng thương. Tiên điện thừa cơ hội này tấn công, khiến tông môn triệt để xuống dốc. Đây là một đoạn ký ức buồn. Tề Đạo Lâm chậm rãi tiến lên, trong lòng ông rất muốn biết bí mật mà năm xưa tôn trưởng đã tìm kiếm. Càng tiến lại gần, cỗ quan tài càng bạo phát sức mạnh. Thạch Hạo cảm thấy áp lực đâm mạnh hơn lần trước mình tiến vào. Như vậy xem ra lực phản kích cũng căn cứ theo tu vi khác nhau. Người càng mạnh thì sẽ phải đối mặt với sức ép khủng khiếp hơn. Tiền căn hậu quả của kiếp nạn sư môn đã thành tầm mà trói cột Tề Đạo Lâm. Cho nên ông quyết tâm hôm nay sẽ giải mọi khúc mắc. Ông bạo phát bảo thuật công kích vào cỗ quan tài, định dùng sức mạnh cưỡng ép mở nắp, nhưng dù đã cố gắng hết sức, cơ thể cũng bị trọng thương thì vẫn không hiệu quả. Thạch Hạo thấy vậy, liền muốn xông vào trợ giúp. Tuy nhiên, người có cảnh giới khác nhau, lại nhìn thấy cảnh tượng khác nhau, cho nên ông muốn tự mình thăm dò chứng kiến. Ông tiến lại gần quan tài, đúng lúc sắp thành công thì lại bị sức mạnh của quan tài đẩy bay ra ngoài. Không hồ là chí bảo thế gian đã tồn tại từ xưa tới nay, nhưng mà Tề Đạo Lâm đã cảm nhận được khí tức tôn trưởng sư môn để lại. Cho nên càng quyết tâm phải mở bằng được cái nắp để xem bên trong là cái gì. Thạch Hạo vội khuyên ngăn, thử thêm vài lần e rằng sẽ gặp phải nguy hiểm tính mạng. Tề Đạo Lâm gạt tay cậu ra ngoài, tin tức tôn trưởng để lại đang ở ngay trước mắt, sao không thăm dò đến cùng được. Ông chậm rãi tiến lên, dùng hết sức mình đẩy nắp, đáng tiếc là không thành công. Tề Đạo Lâm lại tiếp tục tiến lên, kết quả vẫn là bị đánh bay. Thạch Hạo chứng kiến chuyện này cũng cảm động. Nếu là tin tức của trường bối cậu để lại, thì cậu cũng sẽ bất chấp mọi giá để thăm dò, đều hoàn thành được bí mật. Dù đã thử qua rất nhiều lần, nhưng Tề Đạo Lâm đều bị đẩy lui. Thạch Hạo không nỡ đứng ngoài quan sát, nên cũng tiến lên giúp sức. Cậu tung ra toàn bộ bảo thuật, rồi cùng với Tề Đạo Lâm đẩy nắp quan tài. Sau nhiều lần cố gắng, nắp quan tài cũng được mở ra một khe hở lớn, vừa đủ để cho Tề Đạo Lâm đọc tin tức bên trong.
Tin tức ngắn gọn cho biết một vấn đề rất nguy hiểm gấp gáp, đó là bọn họ sắp đến rồi. Ai đến, người nào đến thì vẫn chưa biết. Nhưng với thực lực chí tôn của tôn trưởng Tề Đạo Lâm cũng tỏ ra sợ hãi thì chắc chắn chuyện sắp xảy đến sẽ rất kinh khủng. Đột nhiên nắp quan tài đột ngột mở ra. Đúng là dùng hết sức thì không được, lúc không để tâm thì lại tự động mở. Một luồng ánh sáng chiếu ra ngoài, để lộ ra thân ảnh của tu sĩ tiên cổ. Bọn họ chỉ còn hình chiếu, cơ thể đã chết từ lâu rồi. Ngay sau đó, nhiều luồng ánh sáng khác lại bạo phát. Mỗi luồng ánh sáng đều có một thân ảnh. Bọn họ đồng loạt bay ra ngoài, hướng tới một nơi gọi là nhân khu. Thạch Hạo cực kỳ thắc mắc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tề Đạo Lâm cũng không thể giải thích. Ông chỉ biết rằng Tam Thế Đồng Quan rất thần bí, có nhân quả cực kỳ lớn. Tin tức mà tôn trưởng để lại chắc chắn sẽ không sai. Tề Đạo Lâm đoán rằng mình đã làm tăng tốc một loại tiến trình nào đó, không biết là tốt hay xấu. Nói tới đây, không gian đột ngột rung lắc kịch liệt, cỗ quan tài tự động chui vào trong không gian thần bí. Hai thầy trò được truyền tống ra bên ngoài đại điện. Tề Đạo Lâm muốn Thạch Hậu quay về đạo tràng trước, còn mình sẽ ra ngoài dò xét tin tức. Vừa mới về đến, Thạch Hậu lập tức gặp lại người quen, hóa ra là đám người Thái Âm Ngọc Thỏ và Thạch Trung Thiên. Chẳng biết bọn họ đã tìm tới từ khi nào. Hiện tại ba người bọn họ đang nướng thịt chờ đợi cậu quay lại. Xin biến tập phim tới đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video sau nhé.